Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin phép được gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả, quý Phật tử đang lắng nghe chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Chùa Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cùng thực hiện chương trình với Ngọc Khanh là có sự tham gia của bác sĩ Thảo Võ. Xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý khán giả. Xin chào Ngọc Khanh và xin chào các quý khán giả nghe đài của Thân Khỏe Tâm An. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, như những lần trước chúng tôi có trình bày, thay vì đưa đến những cái đề tài về những căn bệnh thông thường để mà chúng ta có thể ngăn ngừa thì chương trình vẫn tiếp tục nói đến đề tài liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên lần này chúng tôi sẽ không nói nhiều về vấn đề lý thuyết mà lần này sẽ chuyên tâm về vấn đề thực hành. Thì cái thực hành đầu tiên mà bác sĩ Thảo Võ muốn chia sẻ đó là cái vấn đề đeo mặt nạ như thế nào cho đúng. Thì chúng ta vẫn thấy mọi người vẫn đeo mặt nạ, nhưng mà nếu mà mình chú tâm hơn thì mình sẽ thấy có nhiều người vẫn đeo mặt nạ không có đúng quy cách. Thì bác sĩ Thảo Võ ngày hôm nay sẽ chỉ thêm về cái cách là đeo mặt nạ như thế nào cho đúng, thưa quý vị. Xin mời bác sĩ bắt đầu ạ. Thì thật ra ngay cả nhân viên của mình á, lúc mà đeo mình cũng thấy là họ đeo sai, nên mình cảm thấy này là rất cần để phổ biến với lại mọi người ha. Thì nếu mà các bạn quý vị nhìn thấy á, cái này là mình gọi là cái surgical, giống như là cái khẩu trang y tế ha. Người ta làm hai mặt, một mặt ở ngoài á là chống thấm nước. Nên khi mà có giọt nước bọt bắn vô, nó không có thấm vô cái này của mình. Ở trong thì để cho mình thở được, nên nó có thể thấm nước và là của mình thôi. Thì mình lúc nào mình cũng nghĩ mặt ở ngoài là dơ, còn mặt ở trong của mình á là sạch. Đó, thì cái cọng kẽm mà để bọc quanh cái mũi của mình thì cái đó là dễ hiểu rồi, thì lúc nào nó cũng ở bên trên. Mà để phân biệt cho cái mà thấm nước và không có thấm nước á, thì quý vị nhớ là cái màu thì thật rất rất là khó phân biệt, nhiều khi cũng khó ấy, nên cái nếp gấp như vậy đó, nếu mà các bạn thấy cái nếp gấp nó đi xuống thì mới là đúng. Chứ còn nếu mà mình đeo cái cọng kẽm ở trên nhưng mà đeo như vậy á thì nó tạo thành những cái túi, mà cái túi này nó có thể hứng nước bọt ở trong đó. Mà thật ra cái mặt này lại không thấm nước nữa. Đó. Là bác sĩ đang nói rằng là có nhiều người đeo hẳn hồi cái mặt màu trắng ra ngoài luôn. Đeo hẳn cái mặt màu trắng ra ngoài như vậy. Còn có nhiều người không để ý cái cọng kẽm thì để cọng kẽm ở dưới luôn. Thì cái đó là mình đeo cũng không có giúp ích gì nhiều. Thật ra cái mask này đã không giúp ích rồi, giúp ích khoảng 40-50% cái độ lập của cái con đối với COVID-19 này thôi. Đó, thì nên thì nó cũng đỡ hơn là không có gì bảo vệ. Và thêm một cái nữa, mình cũng khuyến cáo là nên đeo khẩu trang khi ra đường, vì ai mà lỡ bệnh thì tất nhiên phải ở nhà rồi, nhưng mà nếu mà có những người mang mầm bệnh mà không hề biết cái chuyện mình có thì cái đó sẽ giảm lây lan cho người khác, tất nhiên cũng bảo vệ mình mà một chút xíu. Khi đeo thì mình sẽ đeo thử cho các quý vị xem ha. Cái mũi thì mình phải bọc quanh cho nó sát để cho những cái giọt nước bọt tia bắn nó sẽ bị hạn chế. Nếu mà quý vị có mắt kính thì cứ tốt nhất là nên đeo mắt kính ra ngoài luôn. Tại Đeo mắt vì kính ra nó ngoài. à thì đeo contact lens nhiều khi cũng nên hạn chế đeo kính mát hay cái gì đó để mà tránh cái giọt nước bắn nó có thể bay vào trong con mắt của mình. Tại vì cái con virus này nó sống trong không khí tới 3 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ có người nói 8 9 tiếng nữa nên cũng rất là nguy hiểm. Rồi khi mà mình đeo vô thì mình phải đảm bảo là cái kẽm nó ôm sát cái sống mũi của mình và cái gò má của mình. Rồi ở bên ngoài để hạn chế có cái lỗ thì mình phải cho đeo rộng xuống ở Đeo rộng dưới. xuống dưới. Và nó phải che luôn cái càm của mình luôn. Rồi bỏ vô cái vòng tay như vậy. Thật ra hôm nay lại quên đem theo một cái dụng cụ nữa, là có cái kẹp giấy hoặc là một cái sợi dây chuyền gì đó, nếu mà mình để cho nó chắc hơn á Là cho thì nó ôm chặt cho luôn ôm á. chặt vô luôn, thì mình có móc, thay vì móc vô cái tay thì cột hai cái này ở phía sau như vậy, thì Giống như cái kẹp tóc đi. giống như cái kẹp tóc đi, thì nó sẽ đảm bảo Là chặt nhất. chặt nhất và không có chạy tới chạy lui, mình không phải điều chỉnh. Nếu mà đối với công việc của ai mà phải tiếp xúc với những người khác thường xuyên như là nhân viên
mình lấy ra nha. Giống như là nhân viên y tế nè, rồi mấy người làm ở siêu thị, hoặc là những cái bán đồ ăn to go, hoặc là bưu điện, những người mà phải tiếp xúc với những người ngoài thường xuyên thì phải đeo mask, đeo cái mặt nạ liên tục á, thì nên có thể làm cái cách đó cột ở phía sau, thì mình không có phải, nó không có tuột và không có chạy lên chạy xuống. Cái điều thứ nhất mà Ngọc Thanh học được bác sĩ Thảo ngày hôm nay đó là che hẳn xuống dưới cái cằm. Đúng rồi. Thanh thấy chỉ che tới đây không? Có nhiều người thì không thở được lại bỏ xuống cái mũi. Thì cũng như không. Cũng như không, đó phải che hết. Là phải và phải che phải sát, không cho cái không khí, không cho cái gì chui vào. Chứ nhiều khi đeo mà không đúng cách thì đã làm cho mình một cái ảo giác là mình được bảo vệ mà thật ra lại không. Đó, lại không cẩn thận hơn là có ngại hại hơn nữa. Thưa bác sĩ, nhưng mà cái khẩu trang như thế này giống như có thể nào mình khử trùng và tái sử dụng được không? Mình có thể, bữa hổm mình nói á, là cái màng lọc nó có sẽ mất tác dụng nếu mà nó thấm nước. Thì mình chưng cách thủy, tại vì mình biết cái con virus này á, nó sợ nhiệt. Cái vỏ ở ngoài của nó khi mà có nhiệt độ lên cao thì nó vỡ ra. Và tại vì nó làm bằng mỡ. Nếu mình nghĩ giống như là xà bông rửa tay là như vậy đó, thì xà bông nó làm cho cái chất mỡ nó tan đi. Đó, thì cái con này nó thích mỡ, nó mình rửa tay là giống như rửa hết đi chất mỡ. Alcohol cũng vậy, cồn thì mỡ nó sẽ làm vỡ đi cái lớp ở ngoài của con đó, làm chết nó. Thì là bác sĩ đang nói trong cái khẩu trang này có cái lớp màng ngăn. Đúng rồi. Nên mình nên cách thủy thôi. Cách thủy thôi, chứ không có, đừng có nên mà ngâm giặt hay là ngâm trong cồn, vì như vậy nó sẽ làm mất đi cái tính lọc, mà nó đã lọc rất yếu rồi, nó lọc khoảng 50% cái con virus thôi. Rồi xong thì mình có thể làm cách khác là nếu mà quý vị có nhiều cái khẩu trang thì mình có thể treo lên và ghi ngày. Đó, rồi mình treo cứ luân phiên 3 ngày sau mình quay lại mình mang tiếp. Thì mang 100 lần 200 lần cũng không sao hả bác sĩ? Không, thì cũng phải chắc khoảng mấy lần thôi, chứ nó sẽ, tại vì khi mà không thấm nước, khi mà mình thờ cái nước bọt của mình, khi mình nói chuyện mình cũng đã làm thấm nước thì nó lại mất đi cái chất lọc ở bên trong rồi. Thì chắc khoảng nhiều lắm 1 tuần thôi. Xong rồi á, khi mà mình phải cởi cái mask ra để mình uống nước hay là mình làm cái gì đó mà mình không có muốn, để đảm bảo an toàn, thì các bạn hồi lúc mà ngay từ đầu dịch đó, thì mọi người cứ nói là gỡ bằng cái tay rồi xong quăng vô thùng rác, cái đó thì nó bây giờ thì nó hơi xa xỉ bởi vì mask rất là thiếu. Để mà giữ lại cái mask này, mình vẫn luôn nhớ cái mặt ngoài là dơ, mặt trong là sạch, thì mình có thể để xuống bàn đó như vậy. Có thể vậy thì mình phải biết cái mặt này nó sẽ dơ ha. Hoặc là để miếng giấy, để sau đó mình giục miếng giấy luôn. Đó, mình lễ nó ra để mình uống nước. Rồi xong rồi lấy để đeo lại. Chứ nhớ đừng có để cái mặt sạch của mình. Rồi lúc nào mình cũng phải nghĩ cái mặt ở ngoài của cái khẩu trang của mình là dơ. Có nghĩa là thí dụ như cái đó mà bây giờ lật, bác sĩ đặt là cái mặt trắng mà vô xuống dưới đất đó, là xuống dưới này là coi như dơ rồi. Đúng còn để rồi. Như vậy đúng mà còn lật ngược lại như vậy đó là dơ rồi. Dơ rồi, tại mình đụng cái mặt bàn, mình không biết cái mặt bàn sạch hay không. Đó, thì mình cứ để cái mặt dơ xuống như vậy thì mình có thể bảo vệ là mình lau được cái mặt bàn sau khi mà mình để mask xuống. Còn nếu không thì mở ra bằng một cái tay rồi uống nước rồi bỏ rồi đeo vô lại thôi. Nhưng mà có thể nhìn thấy được là vẫn có thể làm, có khả năng làm gọi là lây nhiễm ở đâu đó, là nếu mà do cái cách thức mình, khi mà tay chân mình đã có sạch hay chưa, mình đụng vô cái mask rồi mình đụng vô mặt, coi như là cẩn thận được tới đâu hay tới đó. Đúng rồi, thì cái này thật sự giống như nếu mà theo mỗi tôn giáo thì nó, mọi chuyện xảy ra đều có một cái lý do của nó. Thì nhiều khi mình rất là cẩn thận nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà nếu mà mình cẩn thận hết mình đi rồi cái chuyện đó, cái số phần của mình thì cái đó tính sao. Thưa bác sĩ, nãy giờ là Ngọc Khanh rất là tò mò là thấy có một cái bình giống như cái bình xịt cây vậy đó. Đúng rồi, thì chính hắn đó. mà đang không có biết là
ngày hôm nay nó ngồi chiếm chạy trên cái bàn này là chắc là mình đang có ý định làm về cái gì phải không thưa bác sĩ? Đúng rồi, thì thật ra bây giờ là mua Lysol, mua mấy cái spray rất là coi như là không thể được luôn. Yeah. Mà văn phòng mua cho phòng mạch còn bị khó khăn mà. Đúng rồi. Đó, nên mình phải chế ra thôi. Yeah. Thì những cái khó ló cái khôn. Yeah. Thì theo những cái CPC, có nghĩa là Trung tâm Kiểm dịch Bệnh của Hoa Kỳ đó, thì người ta nói là mình có thể chế tại nhà. Mà dung dịch mà dễ làm nhất là cái bleach, có thuốc tẩy phải không? Thấy nhà Việt Nam mình cũng hay thường dùng để tẩy trắng áo và làm sạch đồ á. Một cái bình này thì là chứa được một lít nước. Rồi thật ra cũng không có hao lắm đâu. Cái con này nó cũng không tới nỗi là phải xịt hết ướt hết đâu không? Thì một bình một lít như vậy á, mình chỉ cần 20 ml của cái thuốc tẩy thôi. Thật là nó một chút xíu, thì một cái chai thuốc tẩy bự á, mình có thể chia sẻ nhau 2-3 nhà xài cũng được cho qua cái. Ví dụ nhà không có thuốc tẩy đi, dùng alcohol được không bác sĩ? Alcohol cũng được mà mình phải đảm bảo nó trên 70%. À, cái alcohol đó trên cái thành phần của cái chai đó phải để là trên 70%. Đúng rồi, nếu mà mình pha với nước nữa là nó loãng luôn. Là loãng luôn rồi, đã không có đủ gì. Thì mình dùng thuốc tẩy mình làm cái đó thì mình xịt. Tại vì các bạn nhớ là những cái mà mấy cái nắm cửa nè, rồi cái tay vịn, ghế, mọi thứ là rất là mình thường xuyên đụng tới. Rồi cái cánh cửa của cái xe đó, những cái đó. Thì nếu mà spray, nếu mà có cái đồ lau thì cũng được. Rồi nếu mà spray thì nó sẽ dễ dàng hơn, nha, tùy theo đồ đó. Thì mình phải tùy cơ ứng biến. Thì pha rất là dễ, 1 lít nước với lại 20 ml của thuốc tẩy. Đang nói ml đây là, kính thưa quý vị, là đang nói là cái milliliter đó. Đúng rồi. Dạ, cái gọi tiếng Việt gọi là millilit đó. Dạ. Dạ, mình đo sao khoảng 20 ml thuốc tẩy. Thì bác sĩ nói là thuốc tẩy quần áo cũng được. Đúng còn rồi. Nếu mà là cồn thì xin quý vị đảm bảo là phải cồn trên 60-65 là được rồi. Dạ. Thưa bác sĩ, rồi bình nào cũng được phải không? Chứ đâu có cần mà phải là bình tưới cây đâu phải không? Không cần, ở nhà có bình nào, coi như là bây giờ là mình phải linh động. Dùng bình nào cũng được ha? Dạ, đúng rồi. Chứ mua đồ rất là khó khăn. Bây giờ thì mình hạn chế ra ngoài đường. Bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Nên ở nhà mình có cái gì mình dùng cái đó. Các bạn có biết không, như ngày 27... hôm qua chứ ha, ngày 26 tháng 3, thì hơn 50 nhân viên của bưu điện đã bị nhiễm bệnh rồi. Đó, thì cái đó là mình rồi Amazon, nhân viên của Amazon cũng bị nhiễm bệnh. Nên mình mua đồ đi ra ngoài đường cũng là có nguy cơ. Rồi hoặc là người ta gửi đồ về cũng có nguy cơ. Nên hạn chế mua đồ, hạn chế đi ra ngoài, tự tái chế, sử dụng cái gì ở nhà có được mà hiệu quả thì cứ nên sử dụng. Thưa bác sĩ, nếu mà bác sĩ nói là nhân viên bưu điện, nhân viên giao hàng, người ta lây bệnh, đã nhiễm bệnh rồi, thì khi mà đồ về tới nhà đó thì bây giờ mình nên làm sao vậy bác sĩ? Coi như bây giờ là mình có thấy là xung quanh ta ở đâu cũng là địch hết trơn hết trọi. Covid có thể có ở bất cứ nơi nào. Đó, thì mình mua đồ thì vẫn có nhiều cái mình vẫn phải mua. Rồi bưu thư thì vẫn phải mở ra. Phải mở ra. Nhưng mà tốt nhất trong lúc này thì mình nên để ở ngoài 24 tiếng. Tại vì cái con Covid sống ở trên giấy carton, may là mấy cái giấy của mình là 24 tiếng đồng hồ. Nếu mà phơi nắng được thì tốt, còn nếu không thì cứ để đó khoan hãy mở ra. Để khi mở mình cũng thấy có những cái bụi rồi nó bay lên, cũng không có tốt. Mình có để cho nó lắng động ở đó và 24 tiếng đồng hồ sau nó chết đi. Thì thư cũng vậy thôi phải không bác sĩ? Thư cũng vậy, và mấy cái kiện hàng á của trên Amazon hay những chỗ khác thì mình cứ để đó đi. Thì phải chịu như vậy. Tội nghiệp cho những người đưa thư với giao hàng quá ha. Đúng rồi. Tại vì rất là bận lúc này. Thật sự mà nói là trong cái giai đoạn dịch bệnh này, ngành nghề nào cũng không có việc, thì người ta vì vấn đề mưu sinh nên người ta phải đi giao hàng. Đúng rồi. Nhưng mà cái nguy cơ lây nhiễm thì nó lại quá là cao đi. Tiếp xúc quá nhiều người. Yeah.
lần trước giống như Ngọc Khanh có thực hiện chương trình cũng có thưa đó, kính thưa quý vị là người nào mà được ở yên trong nhà là một diễm phúc. Đúng rồi. Dạ. Ừ. Trong thời điểm này như bác sĩ Thảo phải đi thăm khám bệnh nhân ở trong bệnh viện, và bác sĩ cũng nói chưa phải là bác sĩ ở tuyến đầu đó, đúng chưa rồi, phải là ở phòng cấp cứu, mà bữa trước bác sĩ có nói rằng là buổi sáng trước khi bước vào bệnh viện là thấy giống như bắt đầu vô một cuộc chiến, phải không? Dạ, bởi vậy những người bạn, những người đồng nghiệp thì mình nhìn cảnh họ quay phim, chụp hình, họ kể lại thì rất là thấy thương quá, thấy rất là thương. Họ không có những cái dụng cụ bảo hộ, rồi họ tự cách ly, họ với gia đình ở trong bệnh viện luôn. À, thì rất là tội. Và yeah, những cái bác sĩ, không biết là Ngọc Khanh có thấy cái tấm hình mà một bác sĩ người Mã đứng xa Lai, xa đó phải không? Đúng rồi, người Mã Lai, người mẹ chỉ chụp hình mấy đứa con nhìn từ xa, nhìn ba, và tấm hình đó là coi như sự rất là cảm động cuối cùng của gia đình. Bởi vậy thôi các bạn cứ tận hưởng những cái giây phút mà ở nhà bên ở gia đình, bên con cái. Kính thưa quý vị, thì cũng vừa lúc mà mình sắp khóc là cũng vừa hết phần 1 của chương trình, thì chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình cũng với một phần thực hành rất là có ý nghĩa. Xin mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình.